Đầu tiên có thể là Sam chia sẻ về cái lịch trình những cái tháng vừa qua khi mà làm việc cho Confetti được không? Thực sự là Sam tham gia Confetti từ những số đầu tiên cho đến bây giờ là cũng gần 3 tháng rồi. Và phải nói là trọn thời gian trong 3 tháng qua là mình dành trọn vẹn cho Confetti hết. Và Sam phải tạm gác lại tất cả những cái công việc khác của mình để có thể dành hết thời gian cho Confetti. Và theo Confetti từ những số đầu tiên, từ những lúc mà chưa có được mọi người biết đến và chưa được quý vị khán giả ủng hộ, chỉ có mấy trăm người chơi một lúc thôi, rồi đến bây giờ là đã được 100 mấy chục ngàn người chơi cùng một lúc rồi, thì đây là một cái điều rất là vui và rất là tự hào đối với Sam, bởi vì một cái mà mình đã cố gắng và mình làm được. Và có thể nói là trong những tháng vừa qua thì Sam đã như là gác mọi cái công việc cá nhân lại hết, tập trung cho Confetti thôi, bởi vì nó lên sóng liên tục hàng ngày như vậy, chắc hẳn là cũng áp lực lắm đúng không? Cũng áp lực, nhưng mà thực ra là mình cũng làm quen với điều đó rồi, bởi vì trước đây thì cái công việc của mình, mình cũng không phải là mới vào nghề mà mình cũng vào nghề được một thời gian khá là dài. Và cái lúc mà chịu áp lực thì mình cũng đã từng trải qua những cái việc như vậy, cho nên mình cũng sẽ không có quá khó đối với mình. Nhưng mà vấn đề là trọn vẹn thời gian của Sam dành hết cho Confetti, và không có thời gian để dành cho gia đình của mình, ngay cả những ngày lễ Tết, tất cả những ngày lễ và tất cả những ngày Tết luôn, nào từ Noel cho tới Valentine rồi Tết Tây rồi Tết Ta, tất cả là Sam đều ăn chung với lại gia đình Confetti hết, chứ không có ở bên cạnh người thân nào của mình hết. Cho nên đối với Sam đó là một kỷ niệm rất là khó quên.